Lê Minh xin trân trọng chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi các chương trình livestream trực tiếp của chúng tôi. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Hôm nay chúng tôi tiếp tục rất là vui khi mà được hầu chuyện quý vị và các bạn, và mong rằng quý vị và các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những cái like, bằng những comment, và những người nào mà chưa đăng ký thì tôi cũng mong chờ là cái nút bấm subscribe của quý vị. Tôi rất mong chờ. Bởi quý vị có thể thấy rằng là nếu như quý vị ấn subscribe, ấn like và comment vào các cái chương trình của chúng tôi thật nhiều thì YouTube họ sẽ tự động đề xuất những cái nội dung như vậy lên trên trang chủ quý vị, và quý vị có thể gắn kết với chúng tôi hơn nữa. Đó là một cái điều mong mỏi rất là nhỏ nhoi của tôi thôi. Thưa quý vị, Ukraine đã chính thức kỷ niệm 10 năm ngày tưởng nhớ những người lính bảo vệ Ukraine đã hy sinh ở Ilovaisk. Nhân sự kiện này, Giám đốc Tổng cục Tình báo của Ukraine, Trung tướng Kirilo Budanov đã tuyên bố nhắc lại, Ukraine sẽ không bao giờ tin Tổng thống của Nga. Tướng Budanov đã cho biết, các sự kiện ở Ilovaisk từ năm 2014 cho thấy, bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Putin đều chỉ là một cái bẫy mà thôi. Chính vào ngày này 10 năm trước, một phần lực lượng Ukraine đã bị bao vây ở Ilovaisk bởi lực lượng ly khai Donbass và quân đội Nga. Tổng thống Putin đã đề nghị một hành lang nhân đạo cho những người lính Ukraine bị bao vây để tránh những nạn nhân vô nghĩa. Sau khi thỏa thuận với Putin, Ukraine lúc đó đã tin lời của Nga và quyết định hạ vũ khí để rút lui. Tuy nhiên, khi vừa nắm quyền kiểm soát, Nga đã nổ súng, thảm sát tất cả những binh sĩ Ukraine bằng đủ loại vũ khí. Đây chính thức là một cuộc tàn sát tập thể khi có tới hơn 366 binh sĩ Ukraine đã bị thiệt mạng. Ngoài ra, có tới 429 binh sĩ Ukraine bị thương, 300 người khác bị bắt và hàng trăm người khác đến nay vẫn mất tích. Sự kiện này đã trở thành một thảm kịch đối với lực lượng của Ukraine. Tướng Budanov đã tuyên bố, phía Nga đã vi phạm thỏa thuận và những sự kiện đó đã trở thành một bài học cho tương lai khi Ukraine thề sẽ không bao giờ tin tưởng vào kẻ thù bởi bất kỳ sự thỏa hiệp nào cũng chỉ là một cái bẫy. Quay trở lại tình hình chiến sự tại Ukraine. Hiện truyền thông cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn loại ATACMS để tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên mới đây, vũ khí tự chế tầm xa của Ukraine đã xuất hiện, có thể khiến cho lệnh cấm này trở thành không còn nhiều ý nghĩa. Ukraine tuyên bố, nếu họ sử dụng cả bầy UAV phản lực loại Panianitsa thì có thể hiệu quả còn lớn hơn nhiều so với chỉ một quả hỏa tiễn ATACMS. Vào đầu tuần này, Tổng thống của Ukraine đã công bố một hỏa tiễn kết hợp với UAV được gọi là Panianitsa. Các chuyên gia đã tin tưởng UAV cảm tử mới này sẽ được Kyiv sử dụng để tấn công vào các căn cứ không quân của Nga, do phương Tây luôn từ chối bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để hủy diệt các cơ sở quân sự của Liên bang Nga. Bản thân Tổng thống Zelensky cũng đã nói rõ, hỏa tiễn UAV mới sẽ tấn công vào các phi trường của Nga trong khi các phi cơ chưa cất cánh. Được biết tầm hoạt động của UAV lên tới 600 km, như vậy nó có thể đánh trúng khoảng 20 căn cứ không quân của Nga. Tuy khoảng cách này nhỏ hơn nhiều so với một số UAV cảm tử tấn công của Ukraine hiện nay, nhưng các chuyên gia đã không loại trừ Panianitsa được phát triển cho các mục đích cụ thể. Tốc độ và kích thước của UAV này cũng được định dạng lại do động cơ của nó là phản lực. Đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia gọi vũ khí mới này là hỏa tiễn UAV. Hiện nhiều UAV cảm tử của Ukraine vẫn đang tấn công vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa dầu của Nga. Các UAV này chỉ bay với tốc độ thấp nên chỉ có thể tấn công vào các kho dầu cố định. Nếu tấn công vào các phi trường, Ukraine chỉ có thể đánh bất ngờ vào ban đêm. Một số chuyên gia quân sự đã cho biết nhiều chiến đấu cơ của Nga đã cất cánh di chuyển khi nhận được thông tin về cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào căn cứ không quân có tên là Mironovka. Chỉ những phi cơ gặp vấn đề về kỹ thuật mới giữ nguyên vị trí. Do đó, Nga đã giảm thiểu được thiệt hại từ các vụ tấn công của Ukraine. Chính vì vậy, nếu Ukraine đưa hỏa tiễn UAV vào sử dụng, rất có thể thiệt hại của Nga sẽ còn tăng lên. Các nhà phân tích quân sự cũng cho rằng, khi Ukraine sử dụng cùng lúc khoảng 30 UAV loại Panianitsa, các mục tiêu quân sự của Nga sẽ bị tàn sát ở mức độ khủng khiếp hơn là chỉ với một hỏa tiễn ATACMS. Hơn nữa, cơ hội đánh chặn một hỏa tiễn sẽ dễ hơn nhiều so với việc chống lại cả một đàn Panianitsa đang bay thẳng tới mục tiêu. Hiện công nghệ sản xuất UAV của Ukraine đang tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ Nga. Các kênh truyền thông của Nga đã công nhận ưu thế công nghệ của Ukraine trong lĩnh vực UAV và viết rằng Ukraine một lần nữa đã vượt lên dẫn trước Nga trong lĩnh vực này. Người Nga đã công bố một đoạn phim cho thấy hoạt động của các UAV cảm tử Ukraine trong vài tuần qua. Hiện Ukraine có thể đánh chặn và bắn hạ hơn 100 UAV trinh sát của Nga, là tai mắt cho các hoạt động của các hệ thống pháo binh và hỏa tiễn.
đoạn phim về hoạt động của các UAV đánh chặn Ukraine đã được tình nguyện viên và blogger người Ukraine là Sergei Stenenko đã công bố cho thấy 115 UAV trinh sát của Nga đã bị bắn hạ chỉ trong một thời gian gần đây. Đó là các loại UAV có cánh cấp độ quân sự phổ biến của Nga, Supercam S-350, Jala 421-16E và Orlan 10. Chúng được người Nga sử dụng để trinh sát các khu vực tiên tiến, cũng như vào hậu phương của Ukraine và dẫn đường cho pháo binh. Việc đánh chặn chủ yếu được thực hiện bởi UAV loại FPV với đầu đạn phân mảnh có sức nổ cao. Tuy nhiên, một số đơn vị của Ukraine đã thực hiện các phương pháp hủy diệt khác, đặc biệt là đâm thẳng, khiến UAV của Nga mất quyền điều khiển. Thưa quý vị, theo dự án Hajun Belarus, một kênh tình báo nguồn mở theo dõi các hoạt động quân sự của quân đội Nga và quân đội Belarus, lần đầu tiên không quân Belarus được xuất kích để bắn hạ một UAV loại Shahid. Hãng tin này cho biết UAV cảm tử của Nga đã xâm phạm vào không phận của Belarus ở khu vực Homen vào khoảng 3 giờ 30 sáng, khiến không quân của Belarus đã phải triển khai một phi cơ chiến đấu. Bài đăng này trên mạng xã hội X đã cho biết, chưa đầy nửa giờ, ít nhất có hai vụ nổ đã được nghe thấy ở quận Yansk và một tia sáng chói lòa xuất hiện trên bầu trời. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một chiến đấu cơ của không quân Belarus đang cố gắng tiêu diệt một mục tiêu quân sự thực sự trên bầu trời của họ. Dự án Hajun đã cho biết thêm. Cho tới nay, quân đội Nga liên tục tấn công Ukraine bằng cả UAV cảm tử và hỏa tiễn. Hơn nữa, gần đây việc UAV loại Shahid của Nga đã bay vào lãnh thổ của Belarus trong khi không kích ở Ukraine đã không còn là chuyện hiếm. Vụ việc như vậy đầu tiên được xảy ra là vào ngày 12 tháng 7, sau đó liên tục các ngày 13, 16 và 31 tháng 7. Tổng cộng, như trang tin Gayun đã tính toán trước đó, có ít nhất 9 chiếc Shahid đã bay tới Belarus vào hồi tháng 7. Trước đó, quân đội của Belarus chỉ xuất kích các chiến đấu cơ của mình trong những trường hợp như vậy, chứ chưa bao giờ khai hỏa như lần này. Thưa quý vị, cơ quan quản lý truyền thông của Nga đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ Internet ngừng các nỗ lực tăng tốc độ tải YouTube. Một động thái rõ ràng thừa nhận nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế nền tảng phát video trực tuyến phổ biến. Hãng tin độc lập SotaVision đã đưa tin vào cuối ngày thứ Tư cho biết bộ phận kiểm soát và quản lý của Roskomnadzor, trung tâm tần số vô tuyến chính là GRCHTS, đã gửi đi thông điệp cảnh báo sau khi có báo cáo rằng hàng chục nhà cung cấp dịch vụ Internet đang triển khai các giải pháp thay thế để tăng tốc độ tải YouTube, bao gồm cả việc định tuyến lại lưu lượng truy cập của người dùng từ máy chủ của Google tại Nga sang các máy chủ ở châu Âu. Những người trong ngành nói với tờ báo kinh doanh Kommersant rằng họ không tin rằng các giải pháp thay thế này vi phạm bất kỳ quy tắc nào vì chính phủ Nga không ban hành lệnh hạn chế chính thức đối với YouTube. Tuy nhiên, một lá thư của GRCHTS được SotaVision trích dẫn đã yêu cầu các nhà cung cấp loại trừ việc sử dụng các công nghệ làm méo mó, phân mảnh và thay thế lưu lượng truy cập Internet liên quan tới các trang web bị hạn chế theo luật pháp của Nga, rõ ràng là ám chỉ đến YouTube. Người dùng trực tuyến tại Nga bắt đầu gặp phải tình trạng tốc độ tải YouTube giảm mạnh vào đầu tháng 8. Cùng lúc đó, Roskomnadzor đã kêu gọi CEO của Google là Sundar Pichai khôi phục hơn 200 kênh YouTube thuộc sở hữu của các phương tiện truyền thông ủng hộ cho chính phủ Nga, cũng như các nhà chức trách và những người của công chúng Nga. Thưa quý vị, lực lượng của Ukraine đã tấn công vào nhà máy dầu Atlas ở quận Kamenetsky, vùng Rostov của Nga. Ít nhất có hai bể chứa dầu đang bốc cháy và nhiều bể chứa khác sắp bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương của Nga đang lo ngại một kịch bản tương tự như ở Proletarsk, nơi đám cháy vẫn đang hoành hành. Trong khi đó, trên mặt trận Kursk, truyền thông của Nga tuyên bố cần phải khẩn trương sơ tán dân thường khỏi hai khu định cư quan trọng nhất là Ryansk và Elgov. Hiện lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công quân đội Nga trên đường cao tốc Kursk-Ryansk. Các nhà tuyên truyền quân sự của Nga cũng đưa tin rằng chính quyền Nga ở khu vực Kursk đã quyết định cấm đường cao tốc Kursk-Ryansk, không cho dân thường tham gia giao thông. Đây là một trong những đường cao tốc quan trọng trong khu vực này. Phóng viên quân sự của Nga, ông Romanov, đã đưa tin trên kênh Telegram của mình cho biết lực lượng vũ trang của Ukraine đang tấn công quân đội Nga bằng UAV cảm tử FPV ngay trên đường cao tốc. Hiện Ukraine đang tìm cách cắt nguồn cung cấp thường xuyên của các đơn vị Nga. Các cuộc tấn công dày đặc vào phương tiện vận tải bằng UAV FPV của lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu xảy ra liên tục trên đường cao tốc Kursk và Ryansk. Hiện đường cao tốc đã bị đóng cửa đối với phương tiện vận tải dân sự. Hiện có nhiều xe quân sự Nga bị hư hỏng nằm trên đường cao tốc. Trên thực tế, quân đội Nga thường sử dụng phương tiện dân sự để ngụy trang các đoàn viện binh. Trước đó, trang tin Dialog.ua đã đưa tin thị trấn Malaya Lokhnya hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời có bằng chứng cho thấy Ukraine đang tiến gần hơn tới thành phố Kursk.
một video của người lính Nga đã than thở: một nửa trung đoàn tinh nhuệ của tôi đã chết ở Volchansk, và giờ thì tôi bị tái triển khai đến Kursk. Tại sao chúng tôi lại chỉ nhận được 34.000 rúp khi tham gia chiến đấu? Ai sẽ chăm sóc gia đình của chúng tôi? Tại sao gia đình chúng tôi lại đang bị bỏ rơi? Quân nhân Nga này thuộc trung đoàn thống đốc số 30 với biệt danh là Kupol đã cho biết: thật bất công khi ở Ukraine, một lính Nga chết được hưởng 200.000 rúp một tháng, trong khi ngay trên vùng Kursk, quê hương của Nga, thì mỗi người lính chỉ nhận được 34.000 rúp. Hiện cũng có thông tin cho thấy quân đội Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Belgorod và đang giành lấy được một số cứ điểm quan trọng để phòng thủ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến vào hai khu vực của tỉnh Belgorod vào ngày 27 tháng 8. Trong khi đó, thống đốc của tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, đã tuyên bố vào ngày 27 tháng 8, chính quyền Nga đã hạn chế quyền tiếp cận ngôi làng Vyazavoye, cách biên giới tỉnh Sumy của Ukraine chưa đầy 2 km về phía tây bắc của Gryvoron, do tình hình hoạt động khó khăn chưa xác định trong khu vực. Và các định vị địa lý được công bố vào ngày 26 cũng như 27 tháng 8 đã cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục hoạt động ngay phía đông nam Korenevo cũng như gần thành phố Suza, trong Cherkasskoye, Porechnoye và Mikhailovka. Thống đốc Gladkov đã tuyên bố rằng: quân đội của chúng tôi đang thực hiện công việc theo kế hoạch. Xin hãy bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức từ Nga. Các phóng viên chiến tranh của Nga cũng đưa tin quân đội Ukraine đã đột phá qua đơn vị Akhmat của lực lượng vệ binh quốc gia Nga tại Chechnya đang bảo vệ tại đây. Ukraine đã bao vây nhóm quân Nga ở Kruschin và đột phá qua vùng Belgorod, bắt sống một số lính Chechnya, đồng thời tiêu diệt gần như toàn bộ lữ đoàn 155 của Nga. Trong khi đó, tại khu vực miền đông Donbass của Ukraine, các cập nhật từ hướng Selidove, khu vực Kavlivka cho thấy cảnh quay định vị địa lý và các báo cáo đáng tin cậy đã thống nhất một thông tin cho rằng quân đội Nga tiếp tục khai thác đột phá cục bộ của họ sâu vào sông Volcha. Hiện Nga đã chiếm được làng Kalinove cùng với các công sự chiến hào ở bờ tây của sông Volcha. Các hàng cây gần đó cũng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Quân đội Ukraine có thể đã thấy trước được sự tiến công này nên đã rút khỏi vị trí của họ ở khu vực lồi ra trên bản đồ, tránh bị bao vây. Ngoài ra, các báo cáo đáng tin cậy cho thấy quân đội Nga cũng đã vượt qua đường cao tốc E-50 ở khu vực thứ hai và chiếm được làng Mermik. Nguồn tin ủng hộ cho Ukraine là Deep State cũng đưa tin quân đội Nga đã tiến xuống hàng cây ở phía nam của khu định cư. Trong khi đó, tại Kalivka, do đường cao tốc E-50 dẫn đến một ngôi làng bị cắt, quân đồn trú Ukraine đang cố thủ tại đây có khả năng hết đạn. Như vậy, một nguồn tin đáng tin cậy đã đưa tin rằng quân đội Nga đang tiến vào ngôi làng và họ ước tính ngôi làng sẽ thất thủ trong vòng chưa đầy 2 ngày nữa. Nhà báo quân sự người Đức Julian Robke cũng cho biết quân đội Nga đã chiếm được làng Mermik, tiến về phía tây bắc của Novohorivka. Việc tiến quân hàng ngày về phía đông của thành phố Pokrovsk hiện đã lên tới 3 km mà không có dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đã chặn đường của Nga trên bộ. Thưa quý vị, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi cho phép tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga bằng vũ khí tầm xa. Chính vì vậy, Anh Quốc đã ủng hộ ý tưởng của Ukraine sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow để tấn công vào các mục tiêu ở Nga, nhưng sẽ không công khai kêu gọi bước đi này vì nguy cơ xảy ra xung đột với Hoa Kỳ. Trang tin Telegraph đã đưa tin hỏa tiễn Storm Shadow được phát triển trên cơ sở hợp tác giữa Anh và Pháp, nhưng vì một số thành phần của hỏa tiễn được Hoa Kỳ cung cấp, nên người ta đã tin rằng Tòa Bạch Ốc cũng phải đồng ý cho phép sử dụng những vũ khí này trên lãnh thổ của Nga. Hiện Washington đang từ chối làm như vậy vì sợ leo thang cuộc chiến tranh. Trang tin Telegraph cũng viết rằng Anh Quốc chưa đưa ra yêu cầu chính thức nào với Hoa Kỳ về việc Ukraine sử dụng hỏa tiễn trên lãnh thổ của Nga vì những lo ngại của Hoa Kỳ trong bước đi này được thể hiện đã rõ ràng. Theo một nguồn tin từ trong Tòa Bạch Ốc, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang lo ngại việc sử dụng hỏa tiễn tầm xa, thậm chí sẽ không có sự chấp thuận của Hoa Kỳ bởi sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng và lôi kéo quân Mỹ vào cuộc chiến. Thủ tướng của Anh, ông Keir Starmer, đã không muốn kích động tranh chấp và áp dụng cách tiếp cận mang tính tham vấn trong cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề này. Ngoài lo ngại rằng cuộc tấn công của Storm Shadow vào Nga có thể dẫn đến leo thang căng thẳng, Hoa Kỳ cũng gợi ý những hỏa tiễn này giờ đây sẽ không thể tiêu diệt các mục tiêu của Nga vì chúng đã được di chuyển ra xa biên giới. Thưa quý vị, Belarus đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự ở khu vực Homel, giáp biên giới với Ukraine. Ngay sau đó, cuộc tập trận đã vấp phải phản ứng từ Bộ Ngoại giao của Ukraine. Cụ thể, chính phủ Kyiv đã kêu gọi ông Lukashenko rút quân khỏi biên giới ngay lập tức. Ukraine cũng cảnh báo Belarus có thể phạm một sai lầm bi thảm. Hiện ông Kamil Klinsinski, chuyên gia cao cấp của nhóm nghiên cứu về Belarus, Ukraine và Moldova tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu, đã không đồng ý về nhận định này khi ông cho rằng
chúng ta có thể đứng trên bờ vực của một chiến tranh khác hay không? Chắc chắn sẽ không có thêm chiến tranh bởi Lukashenko không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột. Belarus đang trong tình trạng xoay sở giữa kỳ vọng của xã hội và yêu cầu của Tổng thống Putin. Chuyên gia này cũng nói thêm rằng ông Lukashenko muốn sống sót và người Belarus thì đang sợ chiến tranh. Sở dĩ Lukashenko tập trung quân sát biên giới với Ukraine là do áp lực từ Tổng thống Vladimir Putin muốn một phần lực lượng của Ukraine từ Donbass và khu vực Kursk bị rút đi. Tất nhiên là không thể loại trừ một trận chiến bên phía Ukraine. Chuyên gia nói thêm rằng khoảng 1.100 đến 1.200 binh sĩ Belarus đang đóng quân ở phía biên giới. Tuy đó chỉ là một con số rất nhỏ, nhưng có lẽ người Ukraine đang cố tình phóng đại mối đe dọa để buộc Lukashenko phủ nhận ý định tấn công của ông ta. Đây là một cách để chia rẽ Belarus với Vladimir Putin. Điều thú vị là ông Lukashenko gần đây đã bày tỏ lời chúc mừng vào ngày độc lập của Ukraine. Ông nói rằng người Ukraine là những người chăm chỉ và rất ấm áp, đồng thời hy vọng vào một nền tảng hòa bình. ICC thúc giục Mông Cổ bắt giữ Putin trong chuyến thăm sắp tới, viện dẫn nghĩa vụ tuân thủ lệnh bắt giữ. Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC, Karim Khan cho biết vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 rằng Mông Cổ với tư cách là một quốc gia thành viên ICC có nghĩa vụ tuân thủ lệnh bắt giữ Putin trong chuyến thăm sắp tới của ông. ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Putin vào ngày 18 tháng 3 năm 2023 vì tội bắt cóc cưỡng bức trẻ em khỏi các khu vực bị Nga tạm chiếm tại Ukraine. Chuyến thăm Mông Cổ của Putin vào ngày 3 tháng 9 sẽ đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông tới một quốc gia thành viên ICC đã phê chuẩn quy chế Roma, quy định bắt buộc các bên ký kết phải bắt giữ ông nếu ông xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Trong trường hợp không hợp tác, các thẩm phán của ICC có thể đưa ra phán quyết về vấn đề đó và thông báo cho Hội đồng các quốc gia thành viên. Sau đó, Hội đồng sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà họ cho là phù hợp, ông Khan nói. Tuy nhiên, các thỏa thuận của ICC với các quốc gia thành viên cho phép miễn trừ việc bắt giữ trong những tình huống mà các quốc gia sẽ buộc phải vi phạm nghĩa vụ theo hiệp ước với một quốc gia khác hoặc vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao đối với quan chức hoặc tài sản của quốc gia thứ ba. Putin dự kiến sẽ thăm Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnagin Khurashuk. Các nhà lãnh đạo sẽ kỷ niệm 85 năm trận chiến Kharkiv, nơi quân đội Liên Xô và Mông Cổ đánh bại quân đội Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi chính phủ Mông Cổ bắt giữ Putin trong chuyến thăm sắp tới của ông ta theo quy chế Roma và nghĩa vụ đối với ICC. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết vào ngày 30 tháng 8 rằng chuyến thăm đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Nga không có lo ngại nào về chuyến đi. Chúng tôi có cuộc đối thoại tuyệt vời với những người bạn ở Mông Cổ, Peskov nói với hãng truyền thông nhà nước Nga Sputnik. Chuyến thăm của Putin diễn ra 6 tháng sau khi Mông Cổ bổ nhiệm thẩm phán đầu tiên vào ICC. Năm ngoái, Tổng thống Nga đã bỏ qua hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi sau khi nước chủ nhà tuyên bố sẽ phải tuân thủ lệnh của ICC. Mông Cổ không tích cực ủng hộ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, nhưng cũng không bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược này tại Liên Hợp Quốc. Chính quyền Nga mở cuộc truy lùng sau khi cựu tù nhân chuyển sang làm lính bị buộc tội hạ sát dã man hai phụ nữ. Hôm thứ Bảy 31 tháng 8, Dmitry Makhonin, thống đốc khu vực Perm của Nga cho biết, ông đã phát động cuộc truy nã đối với Artyom Buchin, một cựu tù nhân được tuyển dụng để chiến đấu ở Ukraine. Buchin bị cáo buộc giết hại dã man một phụ nữ 28 tuổi và con gái 7 tuổi của cô. Buchin trước đó đã bị kết án 20 năm tù vào năm 2023 vì tội hiếp dâm và giết một y tá, nhưng chỉ một tháng sau đó đã được thả ra để chiến đấu ở Ukraine. Sau khi hết hạn phục vụ một năm tại chiến trường Ukraine, Buchin trở về Nga vào tháng 7 vừa qua. Các nhà chức trách cho biết, thi thể của người phụ nữ và con gái bà đã được tìm thấy có dấu hiệu tử vong dữ dội tại thị trấn Chusovoy. Buchin bị tình nghi giết hại hai người và đã bị đưa vào danh sách truy nã, với hình ảnh và mô tả được phát tán trên các phương tiện truyền thông địa phương. Theo chính sách của Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, cả Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Wagner đều tuyển dụng tù nhân để chiến đấu ở Ukraine. Theo thủ tục này, những cựu tù nhân thường được ân xá để đổi lấy thời hạn phục vụ quân sự. Nhà sáng lập quá cố của tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết vào tháng 6 năm 2023 rằng
có tới 32.000 cựu tù nhân đã trở về Nga sau khi chiến đấu ở Ukraine. Bukin không phải là cựu tù nhân đầu tiên trở về Nga sau khi chiến đấu ở Ukraine và bị cáo buộc phạm tội mới. Chỉ hai ngày trước đó, một tòa án ở Perm đã tuyên án Grigory Starikov, một cựu tù nhân và cựu binh Wagner, người cũng từng chiến đấu ở Ukraine, mức án tù chung thân, sau khi anh ta bị kết tội giết ba người vào năm 2023. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp Âu Châu kêu gọi các đồng minh Ukraine cho phép tấn công vào Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Âu Châu kêu gọi các đồng minh của Ukraine cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công quân sự bên trong nước Nga. Hôm thứ Sáu 30 tháng 8, nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu Joseph Borrell đã phát biểu về cuộc chiến đang diễn ra giữa Ukraine và Nga trong một cuộc họp tại Brussels, nơi ông cho biết, chúng ta cần dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí chống lại các mục tiêu quân sự của Nga theo luật pháp quốc tế. Vũ khí mà chúng ta cung cấp cho Ukraine phải được sử dụng hết công suất và các hạn chế phải được dỡ bỏ để người Ukraine có thể nhắm vào những nơi mà Nga đang ném bom. Nếu không, vũ khí sẽ vô dụng, Borrell nói khi trả lời các phóng viên. Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mà họ cung cấp, và một số thành viên Liên hiệp Âu Châu cũng hạn chế cách sử dụng vũ khí của họ. Trong khi đó, Ukraine háo hức tấn công các phi trường và các cơ sở quân sự khác bên trong nước Nga được sử dụng để tấn công lực lượng và dân thường của mình. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, thư ký báo chí Ngũ Giác Đài, Thiếu tướng Patrick Ryder đã được hỏi liệu Hoa Kỳ có xem xét lại lệnh hạn chế Ukraine sử dụng hỏa tiễn do Mỹ cung cấp hay không. Ryder cho biết, bạn đã nghe chúng tôi nói rằng người Ukraine có thể sử dụng hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ để tự vệ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới, nói cách khác là phản công. Nhưng liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa, các cuộc tấn công sâu vào Nga, chính sách của chúng tôi vẫn không thay đổi. Đầu tháng này, Ukraine đã phát động một chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga khi chiến tranh vẫn tiếp diễn giữa hai quốc gia kể từ khi Putin ra lệnh xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, Nga đã tiến hành chiến dịch tấn công riêng vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine, phóng hàng trăm hỏa tiễn, bao gồm các cuộc tấn công vào thành phố Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong khi phát biểu với các phóng viên vào thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cũng kêu gọi các đồng minh cho phép Ukraine tấn công vào bên trong nước Nga. Kuleba cho biết Ukraine chỉ muốn tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga. Thành công của Nga phụ thuộc vào một điều, đó là sự dè dặt của các đối tác không dám đưa ra những quyết định táo bạo. Nếu các quyết định được đưa ra, Ukraine sẽ thành công trên thực tế. Nếu chúng không được đưa ra, thì đừng phàn nàn về Ukraine, hãy phàn nàn về chính mình, Kuleba nói. Ông nói thêm, nếu chúng tôi được cung cấp đủ số lượng hỏa tiễn, nếu chúng tôi được phép tấn công, chúng tôi sẽ giảm đáng kể khả năng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, và chúng tôi sẽ cải thiện tình hình của lực lượng trên bộ. Truyền thông Nga đưa tin, trực thăng Mi-8 của Nga chở 22 người mất tích ở Kamchatka. Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga chở 22 người đã mất tích ở bán đảo Kamchatka thuộc Viễn Đông Nga. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin hôm thứ Bảy 31 tháng 8, theo TASS, máy bay này thuộc hãng hàng không VTS Aero, chuyên tổ chức các chuyến du lịch trên bán đảo và đã mất tích trong chuyến thăm núi lửa Vekhez. Phát ngôn nhân của hãng hàng không ban đầu xác nhận có 3 thành viên phi hành đoàn trên máy bay và một trực thăng khác đang tiến hành tìm kiếm. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga sau đó báo cáo có 22 người trên chiếc trực thăng mất tích. Ủy ban điều tra giao thông đã mở cuộc điều tra. Ngành hàng không của Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây được đưa ra để đáp trả cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine và nhiều sự việc liên quan đến trục trặc thiết bị trên máy bay dân dụng đã được báo cáo. Các lệnh trừng phạt của phương Tây bao gồm lệnh cấm các hãng hàng không Nga hoặc máy bay do Nga sở hữu, sử dụng không phận Liên hiệp Âu Châu, cũng như lệnh cấm xuất khẩu công nghệ liên quan đến hàng không. Một số trong đó được sử dụng trên trực thăng của Nga.
sự an toàn của các hãng hàng không Nga đã giảm sút khi các công ty phải chật vật tìm kiếm phụ tùng thay thế. Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, nói rằng các lệnh trừng phạt gây nguy hiểm cho sự an toàn của hàng không dân dụng quốc tế. Liên Hiệp Âu Châu sẽ đào tạo thêm 15.000 quân nhân Ukraine vào cuối năm 2024, Borrell cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia Liên minh Âu Châu đã đồng thanh tăng số lượng quân nhân Ukraine được đào tạo theo chương trình phái bộ hỗ trợ quân sự Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine, gọi tắt là UMAM. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu Joseph Borrell cho biết hôm thứ Bảy, 31 tháng 8, UMAM được thành lập vào tháng 10 năm 2022 nhằm mục đích nâng cao việc đào tạo quân đội Ukraine. Chương trình đã đào tạo khoảng 60.000 quân nhân Ukraine, chủ yếu ở Đức và Ba Lan. Theo Borrell, các bộ trưởng đã quyết định nâng mục tiêu lên 75.000 bằng cách huấn luyện thêm 15.000 binh sĩ Ukraine vào cuối năm. Borrell cho biết, khóa đào tạo sẽ được điều chỉnh theo tình hình chiến trường và được tiến hành phối hợp với Kyiv. Ông cũng tuyên bố mở một trung tâm điều phối tại thủ đô Ukraine. Borrell mô tả, UMAM là nhiệm vụ huấn luyện thành công nhất mà Liên Hiệp Âu Châu từng triển khai. Politico và Diagwell đưa tin vào ngày 27 tháng 8 rằng Liên Hiệp Âu Châu đang xem xét các điều kiện chính trị và hoạt động cụ thể, mà theo đó Liên Hiệp Âu Châu sẽ gửi giảng viên đến Ukraine. Tài liệu lưu ý rằng Ukraine yêu cầu đào tạo trong nước do những cân nhắc về hậu cần và chi phí. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu lo ngại rằng đào tạo trên đất Ukraine có thể làm leo thang xung đột với Nga. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу Україну розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу Україну розвеселимо. Наші добровольці у кривавий танк, визволяти братів українців з ворожих кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славу Україну гей-гей розвеселимо. А ми наших братів українців визволимо. Love it, boy.
Món quà của Maduro tặng Putin, hai quân nhân tình nguyện chiến đấu cho Ukraine bị dẫn độ về Nga. Hôm thứ Sáu 30 tháng 8, cơ quan an ninh Nga gọi tắt là FSB cho biết họ đã bắt giữ hai công dân Colombia vì chiến đấu cho phe Ukraine. Đây là vụ việc đầu tiên như vậy được công khai kể từ khi Điện Cẩm Linh bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Việc dẫn độ và bắt giữ có thể nhằm mục đích gây hoảng sợ cho những người nước ngoài khác có ý định gia nhập quân đội Ukraine, cũng như nhấn mạnh mối quan hệ liên minh giữa Nga và các quốc gia như Venezuela của nhà lãnh đạo độc tài Nicolas Maduro, hai người đàn ông Alexander Ante và Jose Aaron Medina đã gia nhập quân đoàn nước ngoài ở Ukraine vào mùa hè năm 2023. Các phương tiện truyền thông địa phương Colombia và các phương tiện truyền thông tiếng Tây Ban Nha khác đưa tin. Theo các báo cáo đó, những người đàn ông này đã bị lực lượng thực thi pháp luật Venezuela bắt giữ vào giữa tháng 7 khi đang trên đường trở về nhà trong thời gian quá cảnh tại Caracas và sau đó bị dẫn độ về Nga. Trong một tuyên bố, FSB của Nga cho biết những người đàn ông này bị phát hiện mang theo các tài liệu xác nhận hoạt động phi pháp và quần áo liên quan đến Carpathian Sich, một tiểu đoàn bao gồm các chiến binh nước ngoài ở Ukraine. Hôm thứ Tư, một tòa án ở Mạc Tư Khoa đã ra phán quyết giam giữ những người đàn ông này trước khi xét xử tại nhà tù an ninh cao độ Lefortovo của Mạc Tư Khoa, trong khi họ bị điều tra về tội tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang mà ở Nga có mức án tối đa lên tới 15 năm tù. FSB cũng công bố một đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông bị dẫn xuống hành lang trong tư thế cúi đầu và tự nhận dạng mình trước camera, có lẽ là dưới sự ép buộc. Trong khi đó, Nga cũng đang tích cực tuyển dụng lính đánh thuê ở nước ngoài cho nỗ lực chiến tranh chống lại Ukraine, bao gồm cả ở Cuba và Ấn Độ, với lời hứa về mức lương cao ngất ngưỡng và thủ tục cấp quốc tịch Nga nhanh chóng. Nhà nước Nga cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các nhóm lính đánh thuê của Nga, chẳng hạn như Wagner. Ngoài hoạt động chiến đấu ở Ukraine, nhóm này còn đặc biệt hoạt động tích cực ở Phi Châu. Putin, tiền mặt và súng thúc đẩy sự suy nghĩ lại đang bùng nổ về sự trung lập của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ không muốn tham gia vào chiến tranh nhưng lại thích kiếm tiền. Sự xung đột giữa những giá trị đó cùng với lo ngại rằng Putin gây nguy hiểm cho toàn bộ Âu Châu đang thúc đẩy nước này phải xem xét lại lập trường quốc phòng của mình. Trong một báo cáo gây chấn động được công bố hôm thứ Sáu 30 tháng 8, một nhóm chuyên gia khuyến nghị với chính phủ rằng đất nước vốn trung lập kể từ năm 1515 nên xây dựng năng lực phòng thủ chung với Liên hiệp Âu Châu và NATO. Kể từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, tính trung lập một lần nữa trở thành chủ đề tranh luận chính trị cả trong và ngoài nước. Áp lực đối với Thụy Sĩ để làm rõ lập trường của mình đang gia tăng, báo cáo viết và kêu gọi sửa đổi chính sách trung lập của mình. Một trong nhiều động lực là cách thế mà tính trung lập của Thụy Sĩ ảnh hưởng đến việc bán vũ khí. Một động lực khác là làm sao để bảo vệ tốt hơn một quốc gia bị bao quanh bởi hai nhóm mà quốc gia này không thuộc về. Sự đảo lộn chính sách tiềm tàng là một dấu hiệu khác cho thấy cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine năm 2022 đang thay đổi bối cảnh an ninh của Âu Châu. Cuộc tấn công vô cớ này đã thúc đẩy Thụy Điển và Phần Lan từ bỏ sự trung lập và gia nhập NATO. Các chuyên gia chuẩn bị báo cáo, bao gồm các nhà ngoại giao, quan chức cao cấp, cựu Tổng tư lệnh quân đội Thụy Sĩ và Wolfgang Ischinger, cựu giám đốc hội nghị an ninh Munich, đã chuyển những phát hiện của họ cho Bộ trưởng Quốc phòng và An ninh Thụy Sĩ Viola Amherst, người cũng là Tổng thống Thụy Sĩ từ ngày 1 tháng Giêng năm nay. Các khuyến nghị sẽ cung cấp thông tin cho chiến lược an ninh năm 2025 của Thụy Sĩ. Xuất khẩu vũ khí của Thụy Sĩ đã giảm 27% vào năm ngoái, xuống dưới 700 triệu franc Thụy Sĩ hay 746 triệu euro so với năm 2022 do các điều khiển sản xuất vũ khí chặt chẽ và do tác động từ việc Qatar chấm dứt việc mua các hệ thống phòng không liên quan đến việc nước này đăng cài World Cup 2022. Bên bán vũ khí cho các quốc gia có chiến tranh và điều này đã gây ảnh hưởng đến mối quan hệ với các quốc gia khác muốn gửi vũ khí cho Ukraine,
trong đó có thể bao gồm các phụ tùng của Thụy Sĩ. Lệnh cấm tái xuất khẩu phải được dỡ bỏ, báo cáo thúc giục. Thụy Sĩ đã chặn việc chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Ukraine từ một số nước Âu Châu. Phải mất nhiều tháng gây sức ép, Thụy Sĩ mới đồng ý chuyển xe tăng Leopard dư thừa đến Đức để thay thế những xe tăng đã gửi đến Ukraine. Việc Thụy Sĩ từ chối cho phép đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất trong kho dự trữ của Đức được chuyển đến Ukraine để sử dụng trong các hệ thống phòng không Shepard đã thúc đẩy nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall tăng cường sản xuất đạn dược tại Đức. Các chuyên gia cũng muốn củng cố ngành công nghiệp vũ khí của Thụy Sĩ bằng cách thúc đẩy các chính sách bù trừ và tiếp cận các chương trình vũ khí của Liên hiệp Âu Châu và NATO. Báo cáo này đã gây tranh cãi ngay cả trước khi được công bố, vì các đảng đối lập cáo buộc Tổng thống Ehrenhold chỉ định chủ yếu những người ủng hộ NATO và Liên hiệp Âu Châu vào Ủy ban chuyên gia. Có khả năng dự luật này sẽ gặp phải sự phản đối tại Quốc hội Thụy Sĩ, đặc biệt là từ các đảng phiên tả và phe cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc. Tổng thống Ehrenhold hiện đang bị chỉ trích vì mối quan hệ ngày càng chặt chẽ của nước này với NATO. Jean-Marc Rickley, nhà lãnh đạo bộ phận những rủi ro toàn cầu và những vấn đề mới nổi của Trung tâm Chính sách An ninh Geneva cho biết, báo cáo nêu rõ rằng Thụy Sĩ là một quốc gia phương Tây và do đó ủng hộ các giá trị của phương Tây. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng những lời kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự với NATO và Liên hiệp Âu Châu rất có thể sẽ gây ra nhiều cuộc tranh luận trong nội bộ Thụy Sĩ, đồng thời đồng ý với đánh giá rằng báo cáo này có khả năng gây chấn động trong nước. Các chuyên gia không đề xuất Thụy Sĩ từ bỏ hoàn toàn sự trung lập và gia nhập NATO, nhưng kêu gọi tăng cường mối quan hệ với Liên minh quân sự và Liên hiệp Âu Châu về huấn luyện chung, phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo và các cuộc tập trận song phương và đa phương. Báo cáo cũng kêu gọi chi tiêu quân sự phải đạt 1% GDP vào năm 2030. Thụy Sĩ hiện chi 0,76% GDP cho quốc phòng, ít hơn nhiều so với bất kỳ thành viên NATO nào ngoại trừ Iceland, là quốc gia không có quân đội. Mặc dù Thụy Sĩ khó có thể bị tạm chiếm, nhưng quốc gia này đã là mục tiêu của chiến tranh hỗn hợp bao gồm thông tin sai lệch, gián điệp và tấn công mạng, theo báo cáo. Các chuyên gia khuyến nghị nên chuyển sang phòng thủ toàn cầu, nghĩa là chuẩn bị toàn bộ xã hội, không chỉ quân đội, cho một cuộc xung đột tiềm tàng, thân thiện với Liên hiệp Âu Châu và NATO. Trong những tháng qua, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, cơ quan điều hành đất nước, đã bày tỏ mong muốn hợp tác với cả NATO và Liên hiệp Âu Châu về an ninh và quốc phòng. Hôm thứ Tư 28 tháng 8, một phái đoàn Thụy Sĩ đã đến Luxembourg để gặp cơ quan hỗ trợ và mua sắm của NATO, gọi tắt là NSPA. Một trong những mục tiêu của cuộc họp là đánh giá các mối quan hệ hợp tác tiềm tàng và cơ hội hợp tác với cơ quan này. Đầu tháng này, Hội đồng Liên bang cũng đã chấp thuận tham gia hai dự án hợp tác có cấu trúc thường trực, gọi tắt là PESCO của Liên hiệp Âu Châu, một dự án về khả năng di chuyển quân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại biên giới, và một dự án khác về phòng thủ mạng. Theo Rickley, Thụy Sĩ muốn chứng minh rằng họ đang đóng vai trò của mình trong trường hợp quốc gia trung lập này cần sự trợ giúp quân sự từ các nước Liên hiệp Âu Châu hoặc NATO. Có một yếu tố danh tiếng của Thụy Sĩ có khả năng bị coi là kẻ hưởng lợi không hợp tác với các quốc gia Âu Châu. Ông nói, nếu muốn hưởng lợi từ sự giúp đỡ của các đối tác Âu Châu, họ phải đền đáp lại.